10 công nghệ hiện đại nhất 2019 được áp dụng vào quân đội. Chào các bạn, nói về công nghệ vũ khí hiện đại, có lẽ trước đây chúng ta chỉ được thưởng thức chúng qua những bộ phim khoa học viễn tưởng và game. Tuy nhiên, hiện tại chúng đã trở thành đồ thật, vật thật trên chiến trường nhờ những tiến bộ khoa học và công nghệ. Những vũ khí thông minh như tên lửa hành trình, đạn tiến công chính xác tầm xa, robot chiến đấu v.v. được sử dụng ngày càng phổ biến. Vậy bạn có biết hiện tại công nghệ nào là tối tân nhất và quân đội nào đang sử dụng? Nếu quan tâm về vấn đề này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua video 10 công nghệ hiện đại nhất 2019 được áp dụng vào quân đội sau đây nhé. 10 công nghệ hiện đại nhất 2019 được áp dụng vào quân đội. 10. Adaptive Camouflage, công nghệ tàng hình Adaptive. Adaptive là một công nghệ ngụy trang chủ động được phát triển bởi công ty quốc phòng BAE System AB với tính năng bảo vệ các phương tiện quân sự chống lại sự phát hiện của các thiết bị nhìn đêm cận quang phổ hồng ngoại. Công nghệ này gồm hàng loạt các tấm Peltier hình lục giác có thể được làm nóng hoặc nguội lại để tạo các hình ảnh mong muốn, ví dụ như một phong hình cây cối hay một vật thể phi quân sự. Hệ thống còn có khả năng thu thập và hiển thị những ảnh nhiệt khi phương tiện đang di chuyển. Kết quả là chiếc xe được che đậy một cách tinh vi trước những thiết bị nhìn đêm chuyên dò nhiệt. EM Railgun, súng điện từ Railgun. Súng hoạt động bằng cách sử dụng các nam châm điện giống thanh ray tàu hỏa cực mạnh để tạo ra từ trường bên trong ổ đạn. Những từ trường này đẩy viên đạn khủng nặng khoảng 12 kg bay ra khỏi nòng với vận tốc cực nhanh. Các viên đạn bắn ra có thể đạt vận tốc tương đương 7.242 km/h. Sức công phá của nó tự như một quả thiên thạch phá tan mọi thứ nằm trên đường bay của nó. Railgun không sử dụng thuốc súng hay bất kỳ loại thuốc nổ nào, thay vào đó là sử dụng năng lượng điện từ. Nạn nhân của Railgun gần như là bất cứ thứ gì, từ máy bay, xe tăng, tàu chiến, tên lửa hành trình. Precision Guided Firearms, súng trường bắn tỉa siêu chính xác. Với mục đích giúp cho các xạ thủ hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt hơn ở tầm bắn từ xa, các loại súng bắn tỉa không ngừng được cải tiến. Với tính năng ngày càng thông minh hơn, Precision Guided Firearm chính là khẩu súng như thế. Nó có khả năng giúp xạ thủ mới vào nghề trở thành tay thiện xạ nhà nghề nhờ máy tính chạy hệ điều hành Linux lắp trên súng, máy đa xa laser và camera. Súng có thể mắt bạn thời điểm đạn nhất để thực hiện phát bắn vào mục tiêu đã chọn, đồng thời đã tính tất cả các yếu tố như tốc độ, biên độ rung tay, nhiệt độ không khí, độ ẩm, lực giật hậu và xu hướng đạn rơi xuống do tác động của trọng lực. Intercontinental Ballistic Missile, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Chúng ta hay nghe nói đến các vụ thử tên lửa của Triều Tiên và nó luôn bị các quốc gia trên thế giới lên tiếng phản đối. Các bạn có thắc mắc nguyên nhân vì sao? Bởi đây là loại tên lửa đạn đạo có tầm bắn xa hơn 5.500 km và điều quan trọng là nó được chế tạo để mang nhiều đầu đạn hạt nhân cùng một lúc. Do khả năng bắn xa và năng lực chứa nhiều đầu đạn hạt nhân, tên lửa liên lục địa đặt trên tàu ngầm và căn cứ mặt đất là những lực lượng mang tính hủy diệt nhất nếu xảy ra chiến tranh hạt nhân toàn diện. Trong năm quốc gia thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Mỹ, Nga và Trung Quốc đã phát triển thành công tên lửa liên lục địa. Anh và Pháp có các tên lửa tầm trung và chủ yếu được phóng từ tàu ngầm. Triều Tiên cũng đã thử thành công tên lửa liên lục địa vào năm 2017. Javelin Missile, tên lửa chống tăng. Tên lửa Javelin được coi như loại tên lửa chống tăng vác vai tốt nhất hiện nay và nó đang ở trong biên chế của quân đội 12 quốc gia trên thế giới. Ưu điểm của nó là được trang bị đầu dò hồng ngoại, giúp tiêu diệt các mục tiêu như xe tăng, công sự, nhà cửa, tàu cỡ nhỏ hoặc trực thăng bay chậm. Các thông số về mục tiêu sẽ được nạp vào tên lửa thông qua hệ thống tìm kiếm và chỉ thị mục tiêu tích hợp sẵn trên ống phóng. Sau khi phóng đi, tên lửa sẽ sử dụng đầu dò hồng ngoại để tự động bám theo mục tiêu mà không cần sự can thiệp hay hướng dẫn thêm của người phóng.
với khả năng cơ động cao, hỏa lực mạnh, tên lửa chống tăng có thể tiêu diệt bất kỳ xe tăng nào chỉ với một phát bắn. Tuy nhiên, với tầm bắn chỉ khoảng 2.500m trở lại, khiến Javelin thiếu khả năng tác chiến tầm xa. Năm, Hybrid Insect Micro Electro Mechanical System, robot côn trùng gián điệp. Những ý tưởng về côn trùng bằng máy nhỏ xíu có thể bay đến bất kỳ nơi đâu để chụp ảnh do thám, nghe lén giờ đây đã trở thành hiện thực. Trong đó, Mỹ là quốc gia đi đầu trong xu hướng này. Các nhà khoa học đã biến những loại côn trùng như sâu bướm hay bọ cánh cứng thành những cỗ máy do thám điều khiển từ xa bằng cách cấy vào thiết bị điều khiển của sâu bướm. Sau đó, thiết bị này sẽ tích hợp vào não của côn trùng trong quá trình nó lớn lên. Phương pháp này giúp phù phép những con sâu bọ biến thành những con robot chịu sự điều khiển của con người. Không chỉ tận dụng những con côn trùng thật, các nhà nghiên cứu còn tạo ra những con robot côn trùng với kích cỡ giống như nguyên bản nhỏ như con muỗi, con ong. Ngoài mục đích phục vụ cho các cuộc chiến, đồng thời có thể áp dụng công cụ này vào hoạt động cứu người khi xảy ra thảm họa. Hai, F-22 Raptor, chiến đấu cơ F-22. F-22 Raptor chính thức có trong biên chế không quân Mỹ từ năm 2005 và lần đầu tiên tham gia nhiệm vụ phá hủy bộ chỉ huy của quân khủng bố IS vào năm 2015. F-22 là một cấu phần quan trọng tạo sức mạnh không quân Mỹ nhờ kết hợp giữa khả năng tàng hình, độ cơ động cao, tích hợp nhiều thiết bị điện tử tinh vi và hệ thống vũ khí đa uy lực. F-22 được trang bị hệ thống radar mạng pha cực mạnh, có khả năng phát hiện mục tiêu cỡ 1m² ở khoảng 240 km. Phi công chỉ việc ấn nút khai hỏa tên lửa để tiêu diệt mục tiêu khi đối thủ còn chưa nhận ra sự hiện diện của nó trong khu vực. Ngoài ra, khả năng trốn tránh radar tuyệt vời của F-22 cho phép nó hoạt động trong những không phận được bảo vệ chặt chẽ, nơi mà các chiến cơ thế hệ 4 như F-18, F-15 sẽ rất dễ bị tổn thương. Ngoài ra, chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn một loại công nghệ vũ khí của tương lai, đó chính là siêu súng phóng lựu XM25CDTE. XM25CDTE là loại súng phóng lựu bán tự động, được phát triển với sự hợp tác của công ty vũ khí Heckler & Koch của Đức và Alien Tech System của Mỹ. Súng được chế tạo nhằm tiêu diệt các mục tiêu ẩn nấp trong các hầm hào, trong các căn nhà hoặc phía sau các bức tường mà không cần viên đạn phải chạm vào mục tiêu. Súng được tích hợp một máy tính quỹ đạo đường đạn cùng thiết bị xác định khoảng cách bằng laser làm hệ thống nhắm. Vì thế, người bắn có thể nhanh chóng xác định được khoảng cách tới mục tiêu. Máy tính sẽ kích nổ đạn trên không khi bay đến vị trí đạn nhắm mà không cần va chạm. 1. Laser Weapon System, hệ thống vũ khí laser là VKS. Hiện nay, hệ thống vũ khí laser đã không còn là điều viễn tưởng như trong các bộ phim và cũng không phải là mẫu thử nghiệm. Vũ khí tối tân này được triển khai trên tàu đổ bộ trực thăng USS Bourne của Mỹ.
Lợi thế đầu tiên của vũ khí laser là nó di chuyển với tốc độ ánh sáng, nhanh gấp 50 lần vận tốc của tên lửa đạn đạo liên lục địa. Nó hoạt động một cách bí ẩn, do đó bạn không nhìn thấy chùm tia. Nó cũng không phát ra âm thanh và cực kỳ hiệu quả trong quá trình thử nghiệm. Khi chiếu luồng sáng nóng hàng nghìn độ C, làm hỏng một chiếc máy bay và khiến nó rơi xuống biển trong tích tắc. Không cần những quả tên lửa trị giá hàng triệu đô la Mỹ, cũng không cần đạn dược, nhưng nó có thể hủy diệt mọi thứ trong thầm lặng. Bạn nghĩ gì về video hôm nay? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn trong phần bình luận nhé! Và một video hấp dẫn như thế này thì sao bạn không like và share video để cho mọi người cùng xem? Và nhớ là đừng quên đăng ký kênh. Chúng tôi sẽ gửi đến cho các bạn rất nhiều video đầy thú vị về cuộc sống của chúng ta. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!